Mình là Hậu Trơn, mã số 01 các bạn nha. Các bạn hãy bình chọn cho mình nha. Các bạn thấy chưa? Mình số báo danh 02, hãy bình chọn cho mình các bạn nha. Đây là bầu trời thời trang Victoria của mình các bạn nha. Hãy bình chọn cho mình các bạn nha. Xin chào bạn em, mình là Hưng đây. Mình là Hậu Trơn đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, các bạn thấy hôm nay Hưng đẹp trai hơn hay là Hậu đẹp trai hơn? Đương nhiên là em đẹp trai hơn rồi. Ê, anh đẹp trai hơn mày. Em đẹp trai hơn. Anh đẹp trai hơn. Thế anh không nhớ cái gì à? Nhớ cái gì? Cái bữa trước thi thời trang, cái gu thẩm mỹ của em nó đẳng cấp. Anh hiểu không? Ai là nhớ chưa? Thế hôm nay chơi thi lại phát nữa đi. Thi tiếp á? Thi tiếp. Chơi luôn. Đấy, nhạc nào em chạy nhảy. Được rồi các bạn ạ. Thì hôm nay các bạn ơi, hôm nay bọn mình lại tiếp tục series là tìm ra ông vua thời trang các bạn nhá. Đấy, thì hôm nay chúng mình thế này chơi tìm ra ông vua thời trang về lá cây đi. Lá cây á? Ừ. Ok. Đấy thì các bạn ạ, hôm nay bọn mình sẽ chơi tìm ra ông vua thời trang và tìm ra ông vua về lá cây các bạn ạ. Đấy, vua thời trang lá cây các bạn nhá. Đấy, thời trang lá cây. Đấy, ok. Thì có nghĩa là chỉ được chơi lá cây thôi, rau củ quả mới lại vải các thứ là không được chọn nữa chưa? Ok. Hiểu luật chưa? Hiểu. Đấy. Thì hôm nay bọn mình sẽ tìm ra ông vua thời trang về lá cây các bạn nhá. Thì các bạn thấy video này của anh em mình hay thì like và chia sẻ để ủng hộ cho anh em mình các bạn nhá. Còn bây giờ mình sẽ đi tìm cái cây nào đấy để mình làm cái thời trang của mình các bạn nhá. Đấy, em đi tìm của em đi. Ok. Let's go. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ thiết kế bộ quần áo lá cây mình bằng cây chuối các bạn ạ. Đấy, bây giờ phải đi chặt tàu lá chuối các bạn nhá. Đấy, ông anh trai mình các bạn ạ, tuổi gì? Mình nhá các bạn ạ, mình có 15 kinh nghiệm làm trong công ty may lớn nhất ở cái khu vực miền Bắc này luôn các bạn ạ. Đấy, thế là cái ngành nghề thời trang này là mình đẳng cấp rồi các bạn ạ. Nhưng mà giờ làm nào mà trèo là chặt lên cây chuối này các bạn ạ. Đã phải trèo rồi. Ai à? Ê, trơn lắm. Trèo cái chuối trơn vãi các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, mình nhất định sẽ trả thù thằng em trai mình các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ thiết kế thời trang từ cây lá cọ các bạn nhá. Mình hôm nay mình sẽ làm giống nữ hoàng Victoria các bạn ạ. Đấy, thời trang kiểu Victoria các bạn nhá. Đấy. Yeah. Đó. Thì cái bộ thời trang này nó hơi bị một mình làm mình không thể thể làm được. Thì mình sẽ phải nhờ hỗ trợ thằng em mình các bạn nhá. Đấy, Nguyên vào đây. Hỗ trợ anh. Đấy, hôm nay mình thằng Nguyên nó sẽ hỗ trợ mình để dán và buộc cho mình các bạn nhá. Đấy, rồi, bắt đầu. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi thiết kế cái phần bộ trang phục của mình các bạn nhá. Đấy. Đây là mình cắt cái yếm các bạn ạ. Cái gì chứ khoản thời trang mình đẳng cấp rồi các bạn ạ. Mình dọc ra hết đây các bạn ạ, sau tí mình chỉ việc đi lắp ráp thôi các bạn nhá. Không biết cái ông anh trai mình có làm không các bạn ạ, hay để chôn mình đi ngủ không biết ạ. Mà mình không thấy ở nhà các bạn ạ. Ờ đúng rồi, chán che kín vú các bạn ạ. Các bạn thấy đúng, đấy, đúng kiểu như áo của vua đấy. Của vua, không phải vua. Các tướng bị tướng ấy. Bị tướng các bạn ạ. Đấy. Đi anh thiết kế thêm quả mũ nữa. Gắn bên nữa nhỉ. Đấy các bạn thấy chưa? Chất chưa? Rồi giờ đến quần đấy mày, quần. Bây giờ đâu? Chạy chạy. Bên đây.
quần các bạn nhá. Các bạn nhớ chưa? Đấy các bạn ơi, mình đã làm xong rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn nhớ chưa? Nhưng mà cái đuôi hơi dài em ạ. Hơi dài mới giống được đuôi. Các bạn ạ, đấy là có còn cánh trên sân luôn các bạn ạ. Đấy, thảo bay. Thế là bây giờ mình chỉ cần đội cái mũ lên nữa là thành một vị tướng các bạn ạ. Đấy, vị tướng lá chuối các bạn nhá. Ghi tí kiếm cho anh cái cây kiếm đi ạ. Để anh xem cái thằng Hưng Vlog mà nó mà không lừa anh, trôn anh chém mà nó phát. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha các bạn nhá. Thằng em mình sẽ vào hỗ trợ mình. Nào Nguyên đây, buộc lên cho anh. Đấy, thằng em mình tuổi gì mà đòi sánh với mình. Đó, các bạn thấy quần của mình chưa? Em thấy đẹp không? Đấy, nào xin quần đây cho anh. Xin quần cái dây này. Vào quần xịt của anh luôn. Nhưng chưa vào đi, sao anh sẽ mới vào quần xịt. Đó là quần của anh. Phải được rồi. Đấy. Các bạn thấy mình đông nữ hoàng chưa? Đúng rồi. Các bạn ơi, các bạn đã thấy giống chưa? Yeah. À, cho anh hai cái tàu cân bằng ở đây. Đây hai tàu đây. Được rồi, được rồi. Các bạn thấy chưa? Đây các bạn, mình sẽ đi biểu diễn các bạn vài vòng nhá. Đấy, các bạn này giống mình, giống Victory không? Để mình xem hỏi cái mặc thêm cái áo các bạn nhé. Đó các bạn ơi, thằng em đã hỗ trợ mình xong cái bộ quần áo thời trang Victoria của mình rồi các bạn nha. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Yeah. Bây giờ mình sẽ biểu diễn vài đường giống người mẫu đi cho các bạn xem nha. Đây, mình sẽ đi ra đây các bạn ạ. Mình bắt đầu biểu diễn các bạn nha. Các bạn thấy mình tướng vị tướng quân không? Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Thế là bộ trang phục lá chuối của mình đã thiết kế xong các bạn ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi kiếm cái thằng Hưng Vlog các bạn ạ, để xem nó thiết kế ở đâu để mình so tài nó các bạn nhá. Hôm nay mà nó lừa mình sẽ tút kiếm ra mình cho một phát luôn các bạn ạ. Đấy. Tút vào đã. Rồi. Không biết ông ấy làm ở đâu nhờ. Đấy các bạn thấy được không? Chết không? À kia rồi. Trơn à? Đây. Cái bộ trang phục gì mà tốn diện tích thế? Hả? Đây là bộ thời trang hiện đại Victoria. Đây là cái gì đây? À, đây là bộ trang phục tướng quân thời xưa ấy. Anh biết tưởng à? Thằng ăn trộm cắp nào cơ? Anh mà láo ăn chua một phát luôn ấy. Đây. Một đầu luôn. Quạt ba tiêu là một phá rồi nhá. Là đi đấy. Nhưng mà bộ này của anh tốn chỗ quá. Chưa. Bộ của anh nó đẳng cấp, nó đẹp, em hiểu không? Chưa chắc. Bây giờ phải đi về kiếm các vị giám khảo quyền lăng này. Rồi. Điểm nhỉ? Bây giờ về nhờ mẹ em gái thôi. Ok. Đấy. Đi luôn. Chơi luôn. Đi. Tuổi gì mà phải sánh với anh. Rồi. Đâu? Mệt không anh? Hơi quá mệt. Cái bộ trang phục này không được các bạn ạ. Trang phục kiểu này là mất sức khỏe này, lại tốn diện tích đấy các bạn thấy chưa? Đi hết cả cái hành lang luôn. Đâu, xuống đây xa. Đâu, kiếm mẹ nhỉ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lưu ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chặt chiến thời trang đấy. Mẹ ơi! Mẹ! Đẹp đấy! Đéo mẹ! Bọc quần bán tạo. Bán tạo được không?
đấy. Đây, đây, kiếm anh. Để kiếm thế còn. Kiếm đây, kiếm còn... đây là lá cọ chứ hả con? Đây là lá cọ mẹ. Lá cọ. Đẹp không? Ôi anh Hùng ơi. Sao? Nhìn anh đẹp đấy. Nhìn như nữ hoàng Victoria. Đây à, được kiếm này anh. Làm chối quét sân. Cái gì đã làm chủ quét sân rồi. Mẹ ơi. Lương. Hôm nay bọn anh thi trận chiến ông vua thời trang, vua lá cây, vua thời trang lá cây. Vua thời trang lá cây. Đấy, con là bộ thời trang Victoria. Còn con là bộ quần áo thời trang tướng quân. Tướng quân ngày xưa. Không được. Nó bị đứt rồi này anh này. Hả? Đây này. Đây em gái vừa nhắm vào đứt. Ai giời ơi. Em có dạ. Đẻo quá. Con nói mẹ với em gái này, bộ này không được, bộ này đi đâu đi qua cửa này mình không vừa mẹ. Ôi bây giờ nhá, đây là thời trang, nó thể hiện cá tính, phong cách, mẹ hiểu không? À. Tốn hay không, không cần biết, bây giờ mẹ nhận xét bộ hậu đi. Vừa hay không, không cần biết. Bộ ái hậu thì nhìn như cào cào ấy nhỉ. Đúng, giống con cào cào. Bộ này đúng giống con cào cào. Nhìn giống con cào cào xanh ý. Ê. Ôi, mẹ tốn hết nàng rồi bày của người ta. Đấy, mẹ thấy hậu thế nào? Nói chung là mẹ cảm thấy hậu cũng con cũng có sáng tạo đấy nhưng mà không được. Làm sao mẹ không được, được. Không được. Sẽ không được mẹ rồi không bộ của con đây con đứng đây con thể hiện thời trang cho mẹ nhìn nhá. Đây bộ Victoria của con đấy mẹ. Đây mẹ bộ này mà cứ cầm lên được cầm thêm 10 phút nữa là rời cánh tay đấy mẹ ơi. Đẹp mẹ có lắm không con cọt cho mẹ mát nhá. Đây được. Em thấy bộ anh được không? Được. Đấy con đẹp hơn là hậu không? Đẹp hơn váy nhậu. Đấy. Các bạn ơi, hôm nay trận chiến ông mua giày trang lá cây các bạn ạ. Mình đã chiến thắng các bạn nha. Hậu thấy bộ anh như nào? Đúng mù à. Xấu quá. Đẹp đẹp. Các cháu ơi. Các cháu ơi. Đấy hai con trai bà hôm nay là trận chiến vua thời trang lá cây. Vua thời trang các cháu ạ. Nói chung là hôm nay là bà chấm điểm con trai hậu nhà bà là 8 điểm. 8 điểm. 8 điểm thôi ạ. Hương nhà bà là 10 điểm. Yeah. Mình cũng đây các bạn nhá. Các bạn thấy bộ nào đẹp mình nhớ mình chọn nhá. Đấy, bộ mình là mã số 01. Bộ ấy nhưng vậy. Mình là bộ bộ thời trang số báo danh nha, 02 các bạn nhá. Đấy các bạn hãy comment thật nhiều vào. Rồi, và bây giờ xin chào hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye. Ui, lắm quá các bạn ạ.